Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Trong video lần này thì Phúc muốn dành một khoảng thời gian của mình để cùng chia sẻ với mọi người về những cái vấn đề trên kênh, đồng thời những cái thông tin dư luận trái chiều liên quan đến kênh của Phúc trong thời gian năm ngoái cho đến thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên Phúc phải cảm ơn hết tất cả những vị khán giả đang ủng hộ trên kênh của Phúc. Và cho Phúc một cái lượng subscribe như ngày hôm nay là 14.000 lượt subscribe. Đây là một con số nó không quá lớn, tuy nhiên nó là một cái sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho kênh Thiên Phúc Lo, một cái kênh mà một cái người trẻ tâm huyết với tất cả những vấn đề về pháp luật, về xã hội và cộng đồng, và muốn chia sẻ những cái vấn đề đó cho mọi người và tạo ra những cái sản phẩm có giá trị nghệ thuật hoặc là những sản phẩm có giá trị kiến thức để mà mọi người có thể tham khảo và áp dụng nó vào trong thực tế. Thông cái qua quá trình hoạt động của kênh á, thì Phúc nhận được rất là nhiều lời khen cũng như là những cái lời góp ý của tất cả mọi người, và Phúc cũng từng ngày cải tiến theo những cái lời góp ý đó để cho những cái sản phẩm và hình ảnh của mình trên kênh nó được tốt đẹp hơn. Thông qua cái kênh này á, thì Phúc còn có một cái kênh khác nữa là kênh TikTok Thiên Phúc Lo luôn, và cũng được rất là nhiều người ủng hộ, và mọi người cũng luôn dành những cái sự tin yêu đối với Phúc và đặt rất là nhiều kỳ vọng vào những cái sản phẩm và những cái lời tư vấn hoặc là những cái hỗ trợ giải quyết vấn đề về pháp lý của Phúc. Và trong cái quá trình hoạt động của mình á, thì Phúc cũng có những cái kỷ niệm nhất định. Xin phép cả nhà cho Phúc được phép ăn mày quá khứ một chút xíu ha. Thì cái thời điểm đó Phúc rất là may mắn khi mà quen biết được Lộc và Kim Thủy Official trong một cái hoàn cảnh nó vô cùng đặc biệt. Đó là hai bạn đang có một cái vấn đề tranh chấp liên quan đến kênh YouTube khoảng 1 triệu được subscribe, đó là Lộc Fuho TV. Thì ở cái thời điểm đó thì anh em của tụi mình quen biết nhau và cũng thường xuyên trao đổi những vấn đề trong cuộc sống với nhau cho đến thời điểm hiện tại. Và mới đây thì Lộc Phụ Hồ vẫn còn nhớ đến mình và gửi cho mình một cái tấm thiệp mời để tham dự cái lễ cưới của Lộc Phụ Hồ. Tuy nhiên vào cái thời điểm đó thì Phúc cũng khá là có lịch trình khá là bận, và nó kiểu như là nó không sắp được lịch đó mọi người. Ví dụ như là từ ở thành phố Hồ Chí Minh mà bay ra Nha Trang để tham dự lễ của Lộc xong là khoảng 5 giờ chiều, thì tới khoảng 6 giờ là Phúc phải bay về lại thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại không kịp. Cho nên là đành lỡ hẹn với Lộc trong dịp đó, thật sự là cảm thấy cũng rất là tiếc nuối. Và chính vì vậy thì Phúc mới nghĩ rằng là mình không thể đến tham dự được cái lễ cưới của Lộc Phụ Hồ và Kim Thủy. Tuy nhiên là mình cũng phải có một cái phần quà gì đấy. Thì thời điểm đó thì Phúc đã quyết định là đặt một cái món quà và in hình của hai vợ chồng lên trên món quà đó và gửi cho Thủy và Lộc. Thì mới gần đây thì có một cái bạn comment lên kênh của Phúc thì nói rằng Thủy cũng đã có tập hợp cái món quà đó của Phúc ra cho mọi người xem. Thì thật sự là món quà nó cũng không có giá trị lớn gì đâu mọi người, và nó cũng không phải là một cây vàng hay là cái giá trị nào cao, nhưng mà đó là một cái món quà tình cảm mà Phúc và một cái đứa em của mình, đó là Nhiên House, đã dành gửi tặng cho Lộc Phụ Hồ và Kim Thủy, để mong muốn rằng là đây là một cái món quà mà gọi là chúc phúc cho cả hai vợ chồng, và hy vọng rằng hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc với nhau. Và Phúc cũng chưa từng giải đáp hay là chưa từng nói với Thủy rằng cái ý nghĩa của cái món quà đó như thế nào. Thì ngày hôm nay nhân sự việc là Lộc Phụ Hồ cũng đã chia sẻ những cái cảm xúc của mình, và Kim Thủy cũng đã chia sẻ cái tình cảm của hai bạn đến đối với những cái món quà mà Phúc đã tặng, thì Phúc cũng muốn chia sẻ luôn. Đó là khi mà Phúc gửi tặng cái món quà đó và sử dụng cái thương hiệu là Nhiên Hao, gửi tự nhiên đón an nhiên đến dành cho các bạn á, thì Phúc mong muốn rằng là khi mà các bạn nhận được cái món quà của Phúc, đầu tiên các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và happy từ bởi vì nhận được cái món quà của một cái người bạn ở xa và chúng ta chưa từng gặp nhau ở ngoài bao giờ. Và cái thứ hai nữa là Phúc mong muốn rằng các bạn sẽ sống một cách cuộc đời rất là tự nhiên, bởi vì khi mà các bạn làm YouTube á thì nó sẽ rất là nhiều sóng gió dư luận dập dìu, và nó làm cho Phúc nhớ đến cái thời điểm á là khi mà Lộc Phụ Hồ đang còn vướng tranh chấp, có rất là nhiều ý kiến trái chiều nói rằng là Lộc ăn cháo đá bát hay là Lộc như thế này nó kia. Thật sự là Phúc không muốn nhắc tới những điều đó đâu mọi người, nhưng mà phải nhắc đến, bởi vì sao? Dư luận có rất là nhiều ý kiến khác nhau và dập hai bạn ở thời điểm đó, và cũng có rất là nhiều người nói là Phúc như thế này như thế kia với Lộc và không tốt với Lộc hay là hại Lộc gì đó vân. Nhưng mà thông qua quá trình đó thì mọi người cũng đã thấy được cái sự minh chứng rằng là mặc dù Phúc, Lộc và Thủy không hề quen biết nhau ở ngoài, nhưng mà chắc là có lẽ là một cái duyên nào đó mà đưa Phúc đến với Lộc Phụ Hồ và Thủy cho đến ngày hôm nay. Và ở cái thời điểm đó thì hai bạn cũng có rất là nhiều bức xúc và những cái lời giải trình muốn thanh minh với tất cả mọi người. Nhưng mà Phúc là cái người nói với các bạn rằng là các bạn đừng có thanh minh vào thời điểm đó, bởi vì các bạn càng thanh minh thì càng tạo cơ hội cho những cái người mà người ta đã muốn đâm chọt, đã muốn hại mình rồi, thì người ta sẽ sử dụng những cái điều đó để chia sẻ thôi. Ví dụ như Phúc nè, lúc thời điểm đó Phúc cũng có
khá là nhiều video chia sẻ về cái câu chuyện của Lộc và những vấn đề pháp lý, và Phúc đã phân tích những cái vụ việc này như thế nào. Phúc cũng không hề đụng chạm đến những cá nhân khác, Phúc chỉ nói đến những cái người trong cuộc thôi. Nhưng mà cũng có một số cái kênh YouTuber khác đó, người ta cũng sử dụng những cái tư liệu từ Phúc, thậm chí là người ta xuyên tạc, người ta nói Phúc như thế này như thế kia. Nhưng mà thời điểm đó Phúc không quan tâm. Tại vì sao không? Cái việc mà mình làm á, nó có ý nghĩa hay không á, là người trong cuộc người ta sẽ tự hiểu. Nếu như cái thời điểm đó mà Phúc làm cái gì sai á, thì đến thời điểm hiện tại Lộc, Phụ Hồ và Thủy sẽ không bao giờ nhìn mặt Phúc nữa. Và Phúc luôn luôn tin rằng á, là mình đặt niềm tin rất là đúng chỗ. Lộc là một cái con người vô cùng tử tế, mặc dù á bạn ấy không có phải là một cái người mà ăn học cao gì cả, nhưng mà cái cách sống của bạn ấy đối với mọi người á rất là chan hòa, tình cảm. Và bên cạnh đó Thủy, những cái gì mà Thủy chia sẻ với Phúc á, nó cho Phúc cảm thấy là một cái sự chân thật. Đó là lý do tại sao mà Phúc vẫn đồng hành với Lộc và Thủy trong suốt chặng đường từ trước đến nay. Và Phúc cũng mong muốn rằng á, là sẽ có một cái cơ hội nào đó mà Phúc và Thủy, Lộc sẽ ngồi cùng một cái ly với nhau thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, không cần phải một cái nhà hàng sang trọng gì đâu các bạn. Bởi Phúc nghĩ rằng á, phải thật sự nói á, là Phúc rất là trân quý tình cảm của hai bạn dành cho Phúc. Và khi mà Phúc xem cái chiếc video đập hộp cái món quà Phúc, trời, nó ngại vô cùng các bạn, rất là ngại luôn á, rất là ngại luôn, tại vì món quà của mình nó không có giá trị gì nhiều, nó chỉ là mang tính giá trị tinh thần thôi. Nhưng mà rất là cảm ơn các bạn đã đập hộp món quà đó. Thì cũng sợ là các bạn sẽ không biết sử dụng những cái món quà đó như thế nào. Thì Phúc cũng nói luôn á là cái sản phẩm, cái một bốn cái lọ trà mà Phúc để trong cái món quà đó, kèm theo một cái hộp gỗ và một phong bì á, thì cái trà đó là trà hoa thảo mộc á các bạn. Thì cái trà này nó rất là tốt. Tại vì sao? Nó sẽ giúp cho các bạn có thể gọi là uống nó thư giãn thoải mái, cái vị nó thanh và nhẹ nhàng, rồi các bạn giảm stress nữa. Với lại những cái dòng cái đó là Phúc đã cũng đã lựa chọn, nó phù hợp cho cả sức khỏe của hai bạn. Cho nên là Phúc hy vọng rằng là nếu như một lúc nào đó mà các bạn căng thẳng trong cái tiến trình mà các bạn làm YouTube á, thì các bạn hãy sử dụng nó và hãy nhớ đến Phúc, thậm chí là có thể chia sẻ với những câu chuyện của Phúc rất bình thường. Tại vì Phúc không phải là cái người mà cứ ngồi chia sẻ về luật không, Phúc sống cũng ở ngoài, nó cũng khá là tình cảm với mọi người. Nhân tiện cái video clip này luôn á, thì Phúc cũng muốn nói với mọi người rằng á là Phúc, Lộc, Thủy vẫn là anh em với nhau, vẫn vui vẻ với nhau rất là bình thường từ trước đến giờ. Và Phúc vẫn mong chờ sẽ có một cái cơ hội, có duyên để anh em gặp mặt với nhau ở ngoài đời cho nó dễ dàng. Còn về những cái bạn khác, những cái kênh YouTuber khác, thậm chí là những anh chú gì đó đã từng chia sẻ nó không hay về Phúc, thì hy vọng rằng á là anh chú và các bạn sẽ nhìn nhận lại cái sự việc này và xem thật sự là trong cái những lời chia sẻ của mình nó có đúng sự thật hay không. Đừng vì một hai cái câu view mà chia sẻ nó không đúng thì nó ảnh hưởng nhau lắm. Thì Phúc rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Phúc, và hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những cái sản phẩm của Lộc và Thủy để cho hai vợ chồng có thêm những cái nguồn kinh phí và chăm sóc cho đứa trẻ của mình sắp ra đời ha. Và chúc cho hai em gọi là giàu sức khỏe nè, rồi mình sinh con ra xong, rồi mình có một cái gia đình hạnh phúc vô cùng. Lúc đó cái thời điểm mà anh em mình gặp nhau, anh hy vọng rằng anh sẽ nhìn thấy con của hai đứa nữa. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.